quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng để cảm nhận được không khí yên bình của một ngày mới có lẽ là thói quen của rất nhiều người ở thành phố Đà Lạt chúng ta, đúng không ạ? Và nếu như bạn là một người sành uống cà phê thì có lẽ các bạn biết khá nhiều những loại cà phê khác nhau, trong đó phải nhắc đến nữ hoàng của cà phê Mocha. Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt cà phê Mocha với những loại cà phê khác? Bảo quản cà phê Mocha như thế nào để không bị hư, bị mốc? Và bí quyết để chúng ta có thể pha chế một tách cà phê thơm ngon là gì? Trong phần tiêu dùng thông thái ngày hôm nay, mời các bạn cùng Hương Thanh gặp gỡ với anh Đỗ Văn Ẩn. Anh sẽ giúp chúng ta chia sẻ những bí quyết này các bạn nha. Vâng, xin chào anh. Anh có thể chia sẻ cho Hương Thanh và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được biết cách làm sao để chúng ta phân biệt được cà phê Mocha cùng với những loại cà phê khác đang có trên thị trường được không ạ? Để phân biệt một hạt cà phê Mocha với một loại khác, chúng ta dựa vào cái hạt cà phê. Cà phê Mocha thường nó to hơn, nó hơi vuông. Khi hạt này chín á, cái vỏ rất mềm. Còn nếu mà Catimo hoặc những loại khác thì vỏ rất dày. Đó là đặc điểm khi chúng ta hái. Còn khi mà đã rang xay rồi, chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố về màu với lại cái hạt. Và sau đó là khi chúng ta uống thì chúng ta dựa vào cái yếu tố về cái hương vị của nó. Đặc biệt cà phê Mocha thì hương vị thơm, chua, hơi chua. Mùi hương là thơm, thoang thoảng. Còn những loại khác thì nó nồng. Vâng, thưa anh, Hân Thanh để ý là có nhiều người sau khi mà họ mua cà phê về đó thì do không biết cách bảo quản nên cà phê bị mốc, bị hư, nhất là vào những ngày mùa mưa sắp đến như thế này. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết cách làm sao để chúng ta có thể bảo quản được cà phê Mocha luôn thơm ngon và không bị mốc không ạ? Chúng ta muốn bảo quản tốt cà phê để khỏi nắm mốc thì đối với những loại này chúng ta có thể là phơi khô rồi đóng vào bao, rồi có thể là để trong nhà nhưng mà nhớ kê cao lên. Dạ. Để nơi thoáng mát. Dạ. Tránh nơi ẩm, dạ, ẩm thấp. Còn những hạt như thế này thì chúng ta cũng đóng gói vô bị cho càng kín càng tốt. Cũng để nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời. Loại xay này chúng ta cũng nói chung là chúng ta cũng đóng gói để những nơi mà khô ráo thoáng, tránh trực tiếp ánh sáng mặt trời. Nãy giờ thì chúng ta đã tìm hiểu về cái cách phân biệt cà phê Mocha so với những loại cà phê khác trên thị trường, rồi cách ta bảo quản rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể pha chế một cái cà phê giữ được mùi hương và có một cái hương vị thật là đặc biệt? Anh có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả không ạ? Muốn pha một ly cà phê thơm ngon, chúng ta sẽ chuẩn bị có nước sôi khoảng 100 độ trở lên. Vì nước sôi cỡ 100 độ có thể mới lọc cho được hết cái chất của cà phê. Thông thường nhiều người cứ lấy những cái bình cà phê ấm đó rồi chứa nước, nhưng mà nhiệt độ nó không đủ thì không thể pha hết được cái chất của cà phê. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng ta cũng cho nó vừa đủ, không quá nhiều. Nếu mà quá nhiều thì nó dư thừa cũng không tốt. Chúng ta cũng bản thân cà phê Mocha nếu mà đã pha nguyên chất thì rất ngon rồi, không cần phải nhiều thêm gì nữa. Vâng, xin cảm ơn anh với phần tư vấn vừa rồi ạ. Và hy vọng là với những gì mà anh Đỗ Văn Ẩn vừa mới chia sẻ cùng với chúng ta thì quý vị và các bạn, đặc biệt là những ai có sở thích nhâm nhi một tách cà phê thì có thể biết thêm được cách để chúng ta phân biệt được cà phê Mocha, cách bảo quản cũng như là cách chúng ta tự tay để chúng ta pha một tách cà phê thật thơm ngon để thưởng thức vào những buổi sáng sớm các bạn nhé. Còn bây giờ, Thanh mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với phim trường của Bình Minh Cao Nguyên. Chị Bê Tô. Dạ. Cà chua anh sẽ cắt muối cao. Dạ.